Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin dính cúm nhưng gượng sức ra gió, lành ít giữ nhiều Vào ngày 21 tháng 8, tờ tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế Xanh đăng bài báo có tựa đề Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nợ cực khủng Bị xử lý vi phạm về thuế hàng chục tỷ đồng Bài báo này cho biết, tại thời điểm cuối tháng 6 Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gánh khoản nợ phải trả lên tới 376.000 tỷ đồng cao gấp 2,85 lần so với mức vốn sở hữu. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 của tập đoàn Vingroup, công ty này ghi nhận doanh thu thuần là 32.082 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022, giảm gần một nửa so với mức 60.736 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn khiến doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng lỗ gộp 4.362 tỷ đồng trong khi đó cùng kỳ năm ngoái công ty này lãi gộp 13.741 tỷ đồng. Đây là hình ảnh Vingroup đang khống chế truyền thông để ém giấu nợ khủng với người dân trong nước. Bài báo này sau đó đã bị rút xuống. Cũng dễ hiểu vì trong nước Vingroup là ông vua, không ai được phép phạm thượng. Tuy nhiên cho dù có rút bài báo xuống thì tình hình vẫn thế, bức tranh tài chính của Vingroup cũng không thể khá hơn nếu ai ít quan tâm đến thời sự thì vẫn còn tin Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng hùng mạnh. Nhưng với người quan tâm tìm hiểu thì biết rằng Vingroup đang bị bệnh. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay ví như đã là bị đại dịch tấn công. Hàng loạt ông lớn bất động sản bị bắt, thị trường bất động sản đóng băng, kéo dài theo thị trường trái phiếu cũng đẩy bão tố. Trong lúc nợ ngập đầu nhưng kinh huy động vốn dễ dàng như trước đây như thị trường trái phiếu doanh nghiệp lại là nơi tiềm ẩn rủi ro rất lớn đối với các đại gia bất động sản. Ông Phạm Nhật Vượng đói vốn đến mức phải lập ra công ty VMI để hút vốn nhà đầu tư mà không qua thị trường trái phiếu. Thực ra Vingroup là con bệnh, bệnh cúm rất nặng nhưng lại cố che giấu với nhà đầu tư trong nước, cố thể hiện rằng Vin vẫn còn khỏe. Cách che đậy của Vượng thì ai cũng rõ, đấy là kiểm soát báo chí trong nước, sai khiến công an vệ Việt Nam lên tiếng lên chính cho mình và truy lùng những người mà Vin cho là cần phải bắt giữ. Trong tình hình bị cúm lặng nhưng VinFast của ông Phạm Nhật Vượng vẫn cố IPO trên thị trường Nasdaq của Mỹ để gọi vốn nhưng thực lực của Vin chỉ có thể che đậy được ở trong nước chứ làm sao có thể che đậy trước Ủy ban chứng khoán của Mỹ. Đây là hình ảnh bản báo cáo minh bạch của VinFast gửi tới Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC bản báo cáo bạch của hãng ô tô VinFast nộp cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ hồi đầu tháng 12 cho thấy hãng này có tổng số tài sản là hơn 4,4 tỷ USD nhưng đang nợ tổng cộng sắp xỉ 8,8 tỷ đô la và bị lỗ lý quế lên đến, đến 4,7 tỷ đô la. Một doanh nghiệp mà lỗ lý kế còn cao hơn vốn sở hữu thì xem như doanh nghiệp này bị virus ăn lỗ ăn hết phần thịt của doanh nghiệp rồi, chỉ còn có xương với tình hình tài chính như thế thì có thể nói sức khỏe của vinfast là rất xấu không biết người việt ở mỹ có can đảm móc túi ra để mua cổ phiếu của một công ty nợ nần trồng chất và đang làm ăn thua lỗ như vậy hay không mặc dù công ty này được đảng cộng sản việt nam rất ủng hộ thông thường công ty con mà yếu thì dựa vào công ty mẹ mà công ty mẹ của vinfast chính là VinGroup ở việt nam nhưng VinGroup đang trong tình trạng nợ như chúa trộm vậy làm sao có thể có chỗ dựa cho VinFast đây? Có thể nói với cơ chế bị cúm nặng như VinGroup mà gắng gượng ra gió thì e là khó mà trụ được. Thị trường chứng khoán Mỹ là thị trường lớn nhất thế giới, nơi đây như là đại dương cho những con tổ lớn cưỡi sóng mà đi. Trong khi đó VinFast chỉ là thuyền nan thì e khó trụ được trước những cơn sóng dữ. Đây là hình ảnh Phạm Nhật Vượng đang chơi với cọp dữ Ông Phạm Nhật Vượng dường như đang thực hiện sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam giao phó để chứng minh rằng nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa cũng có thể làm ra nhiều hơn một con ốc. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ này quá lớn, xem ra Vin Vượng đang đuối sức và trông rất rõ điều đó. VinGroup đang có quyền lực, vì họ đang là niềm tự hào của chế độ, tuy nhiên một khi Vin không còn niềm tự hào nữa thì không biết điều gì sẽ chờ đón ông Phạm Nhật Vượng cũng rất khó nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Viên vượng dính cúm nhưng gượng sức ra gió, lành ít giữ nhiều. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin sốc chuyến bay giải cứu buôn lậu 700 chai rượu Đinh là thằng rượu tây chính là món hàng xa xỉ đối với thường dân mỗi chai rượu whisky hiệu Macallan 21 tuổi có giá lên đến 32 triệu đồng tức là tương đương với 1.300 usd hay Macallan 18 giá cũng khoảng 12 triệu đồng tức là khoảng 500 usd hầu hết rượu ngoại dòng whisky xuất xứ từ Scotland và rượu dòng brandy xuất xứ từ pháp là những dòng rượu cao cấp càng cao tuổi càng hiếm và giá thì càng cao người việt nam và đặc biệt là giới có tiền thường khoe tủ rượu ngoại chứ họ không khoe tủ sách như giới thượng lưu bên tây âu ở xã hội văn minh người ta coi trọng tri thức và việc đọc sách giúp tích lũy tri thức thể hiện giá trị cao nhất của con người còn ở việt nam người giàu chỉ khoe giá trị vật chất sang chảnh nên thường khoe khoang những thứ đồ uống có cồn xuất xứ từ scotland và pháp cùng với những chiếc thùng chiếc tủ đựng xì gà cuba và coi đó là giá trị của họ kiểu sống này bao trùm tất cả và giới quan chức nhiều tiền lắm của đặc biệt là các đảng viên đảng cộng sản việt nam cũng không ngoại lệ đây là hình ảnh rượu tây là loại hàng quả biếu ưa chuộng của giới quan chức việt nam mỗi chai Macallan 21 tuổi có giá bằng 73 thùng bia Heineken hay chỉ chai Macallan 18 cũng tương đương với 27 thùng bia Heineken. Đó là về giá, còn về phong cách uống rượu Tây cũng khác. Rượu ngon thường đi kèm với những bữa tiệc xa hoa, với những thứ đồ ăn đắt giá, chứ ít ai ăn những món ăn bình dân mà lại dùng rượu Tây thượng hạng. Vì thế, giữa nhà giàu Việt Nam mới khoe tổ rượu ngoại và thường khoe luôn nhà bếp được thiết kế cầu kỳ và sang trọng người việt nam thường lấy vẻ bề ngoài của giới thượng lưu châu âu làm thước đo cho sự sang trọng đẳng cấp của mình họ không nhận ra rằng tri thức và kho tàng tri thức trong nhà của giới quý tộc tức là tủ sách của những tác phẩm giá trị mới đích thực là giá trị được phương tây coi trọng rượu tây khi du nhập vào việt nam mang phong cách rất khác đi những ông quan chức từng có quá khứ không dư giả gì họ mang lối sống cũ vào phong cách uống rượu tây có người thích cà pháo mắm tôm nhưng lại uống rượu Tây Có người thích lòng lợn tiết canh nhưng lại uống rượu Tây Và có người lại thích ăn thịt cầy uống rượu Tây Và nói chung rất nhiều phong cách ẩm thực khác lạ so với phương Tây Đây là hình ảnh người Việt Nam thường khoe tủ rượu hơn là tủ sách Việc ăn gì uống gì đó là chuyện cá nhân không ai cấm Có thể một quan chức ăn bánh xèo uống rượu Tây hảo hạng cũng không sao, bởi nói cho cùng thì đấy chỉ là ăn nhậu. Tuy nhiên, việc không nghiên cứu văn hóa ẩm thực cho thấy người có tiền ở Việt Nam thường hay chạy theo bề ngoài mà không chứng tỏ được kiến thức về phong cách ẩm thực của các nơi, đặc biệt là phong cách phương Tây sang trọng. Câu chuyện ông cựu bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cựu bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng thích nhậu lỏng lợn với Macallan 18 và đôi khi với Macallan 21 là một giai thoại như thế. Mỗi ông quan chức thường thích một loại rượu và trung thành với nó và với ông Trinh Đa Thăng thì ngoài Macallan 18 hoặc 21, ông còn uống Blended 30 và hầu hết các quan chức và giới nhà giàu Việt Nam đều uống rượu Tây chứ ít khi uống bia như giới bình dân. Rượu Tây chính là một nhu cầu sang chảnh trong giới quyền tiền. Từ nhu cầu này không ít người có quan hệ lớn thường đi nước ngoài liền tranh thủ buôn rượu về Việt Nam kiếm lời. Bởi rượu ngoại ở Việt Nam hay có hàng giả nhưng người dân có tiền không thích mua rượu trôi nổi mà thích mua rượu có nguồn gốc. Đây là hình ảnh thị trường lớn là cơ hội kiếm lời của buôn lậu. Vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, cục điều tra chống buôn lậu cho biết cơ quan này mới đây đã cho khởi tố vụ án hình sự 19 quy đề về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới quy định tại điều 189 bộ luật hình sự năm 2015 có sửa đổi bổ sung năm 2017 quan chức và nhóm lợi ích trục lợi trong chuyến bay giải cứu chưa đủ thỏa mãn với lòng tham, nhóm này còn kết hợp vận chuyển hơn 700 chai rượu ngoại hiệu Maclean 18 trên những chuyến bay giải cứu này để đưa về Việt Nam. Nơi đầu có lợi nhuận thì nơi đó có lòng tham. Phải có nhu cầu tiêu thụ rượu rất lớn và có lợi nhuận lớn thì nhóm này mới thực hiện việc buôn lậu một cách phi pháp đến như thế. Một phong trào học làm sang đã tạo ra một thị trường béo bở mà tham quan với gian thường kết hợp để khai thác. Thật không thể tin nổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Sốc chuyến bay giải cứu buôn lậu 700 chai rượu đinh là thằng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo d